cơm điện cho những người dân nghèo. Điện máy xanh vừa chính thức khởi động chiến dịch cơm dẻo, bếp ấm tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nhằm trao tặng 10.000 nồi cơm điện cho những người dân nghèo trên toàn quốc nhân dịp Tết âm lịch 2020 đang đến gần. Chương trình là sự tri ân của điện máy xanh vì sự ủng hộ của khách hàng ở khắp nơi trong suốt thời gian hoạt động của chuỗi, cũng như cho một năm 2019 đặc biệt thành công. Tại sự kiện, 200 nồi cơm điện sẽ được trao cho 200 hộ nghèo của xã Tân Minh. CEO thế giới di động và đại diện cấp cao của năm nhà sản xuất tên tuổi là Panasonic, Media, Kangaroo, Happy Cook và Sunhouse cũng có mặt để thực hiện hành động có ý nghĩa này. Theo đó, từ nay đến đầu tháng 1 năm 2020, các siêu thị điện máy xanh tại mỗi vùng sẽ trực tiếp trao tặng 10.000 nồi cơm điện với tổng trị giá 8,5 tỷ đồng đến các hộ gia đình khó khăn thuộc 40 tỉnh thành trên cả nước. Chiến dịch sẽ diễn ra xuyên suốt qua các tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc: Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, miền Trung quảng nam quảng bình quảng nam quảng trị quảng ngãi đến các tỉnh miền tây an giang sóc trăng trà vinh